Gia đình sao Việt, anh trai Hà Hồ là chủ quán cà phê lớn, chị gái Hoàng Minzy tử lạ mà quen. Hoàng Minzy và Hồ Ngọc Hà đều là những cái tên đình đám trong showbiz Việt, nên gia đình của hai bà mẹ bỉm sữa này luôn nhận được sự quan tâm từ đông đảo cộng đồng mạng, đặc biệt là danh tính các anh chị em trong nhà, bởi lẽ cả hai đều sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ, khiến mọi người tò mò về gen trội của gia đình. Tuy nhiên, qua các thông tin hiếm hoi về các anh chị em của Hà Hồ và Hoàng Minzy sẽ khiến nhiều người bất ngờ. Anh trai Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà có một người anh trai ruột tên Hồ Tuấn Anh, sinh năm 1981 và đã yên bề gia thất từ lâu. Hiện tại, anh đang sống cùng vợ và hai con trai tại Sài Gòn. Đặc biệt, Tuấn Anh cũng có niềm đam mê với âm nhạc và sở hữu giọng hát khá tốt. Lúc còn nhỏ, anh em Hồ Ngọc Hà có gương mặt giống nhau như đúc, nhưng khi lớn lên, cả hai dần hình thành nét đẹp riêng. Trong khi Hồ Ngọc Hà có nhiều đường nét giống mẹ, thì anh trai lại mang nhiều gen trội của ba. Là con trai nên làn da của Tuấn Anh cũng có phần đen ngăm hơn nhiều so với em gái. Không đi theo con đường nghệ thuật giống nữ hoàng giải trí mà Tuấn Anh cùng bạn bè mở một quán cà phê ca nhạc. Anh trai của nữ ca sĩ cũng thường xuyên là ca sĩ cho quán cà phê nhà mình. Hồ Ngọc Hà cũng từng đến tham dự khai trương và biểu diễn tại quán của anh. Dù có cuộc sống giàu có với sự nghiệp ổn định, nhưng Tuấn Anh luôn ăn mặc giản dị. Cùng với điều đó mà khán giả ít khi nhận ra anh khi đứng chung khung hình cùng em gái Hồ Ngọc Hà. Anh trai giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ kết hôn vào năm 2010. Hiện tại anh đang sống hạnh phúc bên vợ và hai cậu quý tử. Bà xã Tuấn Anh tên Hoài Lê, cô có mối quan hệ khá thân thiết với Hồ Ngọc Hà. Dù cả hai đều có công việc và gia đình riêng, nhưng hai anh em nhà Hà Hồ vẫn luôn giữ liên lạc. Tuấn Anh còn thường lui tới ủng hộ những buổi diễn của em gái mình. Mỗi lần có dịp lễ Tết đều thấy gia đình nữ ca sĩ sum họp cùng nhau. Đây có lẽ là một truyền thống thường lệ tốt đẹp của gia đình nữ ca sĩ. Chị gái Hoàng Minzy. Nói về chị gái của Hoàng Minzy thì cô nàng là một cái tên vừa quen vừa lạ đối với khán giả. Cô tên thật là Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1992, từng theo học tại Học viện Ngân hàng. Nguyễn Thị Hằng được khán giả biết đến khi giữ vai trò MC trong chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon đình đám một thời. Khi đó, cô có danh xưng là chị Kính Hồng vì thường mặc chiếc váy hồng rực rỡ với cặp kính cùng màu. Thời điểm chương trình phát sóng, đông đảo khán giả và các bé đều yêu thích chị Kính Hồng vì gương mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh đó, cô còn có giọng nói hết sức truyền cảm, dịu ngọt. Sở hữu ngoại hình ấn tượng, chị gái Hoàng Minzy cũng có lần bước chân vào đấu trường nhan sắc. Cô chạm đến danh hiệu hoa khôi cuộc thi Mr. & Miss Banking 2013 của Học viện Ngân hàng. Đây cũng là cơ duyên để chị gái Hoàng Minzy lấn sân làm MC, trở thành chị Kính Hồng nổi danh một thời. Tìm hiểu về Nguyễn Thị Hằng, dân tình không khỏi trầm trồ khi phát hiện cô nàng có thành tích học tập khủng, đúng chuẩn con nhà người ta trong truyền thuyết. Nguyễn Thị Hằng từng giành giải nhất cấp tỉnh, giải nhì cấp quốc gia kỳ thi học sinh giỏi môn sinh học, học bổng Ocean Valet, bằng khen tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh. Năm 2016, Nguyễn Thị Hằng về chung một nhà bằng một lễ cưới ngọt ngào cùng bạn trai lâu năm. Cặp đôi đã có một cậu con trai đầu lòng rất đáng yêu và sẽ đón thêm một thiên thần nhỏ nữa ra đời. Hoàng Minzy cũng có mối quan hệ thân thiết với chị gái khi cả hai thường xuyên xuất hiện chung một khung hình. Nhan sắc hai chị em khi đứng cạnh nhau làm người hâm mộ thích thú về kẻ tám lạng người nửa cân. Có thể thấy, ngoài sở hữu tài năng đáng ngưỡng mộ, các nghệ sĩ còn có những ông anh bà chị đúng chuẩn con nhà người ta khi sở hữu loạt thành tích học tập và tài năng nghệ thuật không thua kém gì bất kỳ nghệ sĩ nào. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.